Hello em.下午好，今天我剪染头发。Là gặp người Trung Quốc nữa hả? Na Ni này. hào, ni hào. Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Thì đúng người anh. Ui, em biết nói tiếng Việt à? Không nhận ra ai rồi. Đi đâu mà trùng kiếm như thế này? Em thử lòng anh đó. Em chưa Đã nghe câu buồn. chuyện thử lòng mà cái kết hả? Đau lòng quá. Mình đi đâu đây? Em đi làm tóc. Khiếp, tóc em chân mọc chưa kịp. Em muốn nối dài vì em đổi màu tóc. Vừa mới cắt ngắn hôm nọ, hôm nay lại đổi màu. Bố mẹ em làm kho bạc nhà nước à? Em đúng là sáng nắng chiều mưa luôn, khó hiểu khó chiều lắm. Con gái mà anh. Biết hiểu kiểu gì? Thế là hôm nay là đổi lại màu này. Được. Nối ra. Em muốn nối khoảng bao nhiêu sen nữa đây? À, 60 ạ. Vẫn như cũ à? Đây. Dài đấy, làm này được chưa? Ok. Ok, đang làm luôn nhé. Yeah. Tao đã phóng một trên con Mustang, chắc có một bang trong cứ cần vài thằng. Nếu là ngày đó tao phải lạc mất tâm, vì nhà tao quá căng ngay sau phải nằm. Và một hôm tao đang thu lay bách, thấy có thằng định hack máy tính và tìm cách ăn cao còn trách ngờ thỏ bên bách là thằng bằng lách cắt cơ tuổi sạch cho thằng đừng khách vào rừng trốn tránh ngủ thế tông bách ăn cơm với xà lách làm bài với loài thách nghe suy góc rách thêm trò trong tách ôm dù đọc sách và hít đất như văn mách.